hồn lỡ xa vào đôi mắt. Lại một thằng nữa rơi xuống đây. Tháng này lắm thằng nó rơi xuống đây thế nhỉ? Anh ơi. Gì? Cho em hỏi đây là ở đâu ạ? À? Đây là đâu á? Vâng. Mày không có mắt à? Welcome to the hell. Chủ lợn này anh. Chủ lợn? Hả? Mày mặc áo vàng mà mày không biết tiếng Anh à? Hell có nghĩa là địa ngục. Đây là địa ngục, mày hiểu không? Mày nhìn tao mày không nhận ra à? Đây là địa ngục ạ? Ừ. Ôi, tôi chết em rồi. Sao mà chết hả? À? Mà, ôi giời. Này, mà sao dạo này anh thấy nhiều thằng nó cầm những cái tờ giấy gạch tím tím đỏ đỏ rơi xuống đây thế nhỉ? Hả? À? Này, thế chú mày làm gì ở trên đấy mà bị công ty nó đẩy xuống đây? Em có làm gì đâu. Vô lý, chú không làm gì mà lại bị xuống đây. Thế anh làm gì mà bị xuống đây? Mày đừng nhắc đến cái chuyện này nữa. Tao 25 năm rồi, tao vẫn tức ấy. Hồi đấy nó như thế nào ạ? Khổ quá, tao có làm gì đâu. À, hồi đấy tao là nhân viên trong một siêu thị, à, trong một showroom của một công ty. Tao bán cuộn giấy phác. Tao bán một cuộn giấy phác mà bị công ty đẩy xuống đây. Bán một cuộn giấy phác mà bị đẩy xuống đây. Tao khổ lắm. Tao vì khách hàng, à, lúc nào cũng khách hàng là thượng đế. Cần giấy phác ngay, tao không hết hàng, tao đưa cuộn giấy phác vào. Thế mà công ty nó đẩy tao xuống đây ấy. Thế không được rồi anh ạ. Cái ở trên đấy người ta gọi là lợi dụng vị trí để tư lợi cá nhân. Mà ở công ty thế là không được. Không được. Mà trên đấy chú có nhắc đánh suốt này. Cái gì? Bỏ mẹ. 25 năm rồi mà nó vẫn nhắc tao hỏi. Vâng. Ôi. Em bảo. Vụ ý được bao nhiêu? 40. Mày cười cái gì? Mày cười cái gì? 40 thì nhục thật. Quá nhục. Và có ăn một bát phở mà cũng bị đuổi nhục. Mày đừng khía vào nỗi đau của tao nữa. Mà tao biết là bây giờ ở trên đấy nhá. Vâng. Cái thời đại này vâng. Có nhiều thằng tham ô tham nhũng tiền tỷ mà vẫn ung dung đưa vợ con đi nước ngoài. Đúng rồi. Mày đúng không? Vâng. Đấy. Mày nói thật với chú nhá. Dạ. Nói không phải nổ đâu nhá. Chứ riêng anh nhá mà giờ còn ở trên đấy ấy, nhá. Anh ít nhất phải là tổng giám đốc của công ty này, công ty nọ à. Chứ làm sao mà có cái chuyện chú làm sao mà bị xuống đây? Em chỉ đi họp mà cũng bị xuống đây. Mày chỉ đi họp. Vâng. Trời ơi, thứ nào xuống đây mà chợ kêu oan em không làm gì, em chỉ đi họp. À, chú. Em à. Anh biết rồi. Chú trong cuộc họp chú lại đập bàn, chú chửi lãnh đạo đúng không? Hay chú lại đập bàn, chú nói nhăng nói cuội đúng không? Đẩy xuống đây là đúng rồi. Không. Em đi họp, em chỉ báo cáo. Cái gì? Chỉ báo cáo. Vâng. Chỉ báo cáo mà bị đẩy xuống đây. Vâng. Chú báo cáo cái gì? Em báo cáo là chưa đạt chỉ tiêu. Em báo cáo 3 kỳ liền như thế. Ừ. Thế xong rồi các ông ấy nổi giận đùng đùng. Thế là mặt em tối sầm luôn. Chỉ 15 phút là em ở dưới này. Ở trên đấy các ông ấy gọi đấy là luật 15 phút. Luật 15 phút? Vâng. À. Anh biết rồi. Thảo nào này. Mấy hôm nay ở dưới này xuất hiện nhiều thằng như chú lắm. Thấy không? Xuống đây tức ta tức tưởi, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời, mắt còn ngân ngấn nước mà tay thì đây này, cầm cái giấy thì như chú này bôi xanh bôi đỏ chi chít này. Nó gọi là bản đồ BSC anh ạ. BSC à? Đỏ tức là không hoàn thành kế hoạch. Mẹ, em đang muốn tìm thằng nào nghĩ ra cái bản đồ này em lôi nó xuống đây cùng để em nhờ anh đấm cho một trận. Em cay lắm rồi. Này. Anh vẫn thắc mắc. Dạ. Sao bao cao su mà cũng có bản đồ? Không. BSC chứ không phải là BCS đâu mà. À. Anh nhầm. Mà thôi anh bảo này. Dạ. Chú gây thù chốc quán thêm làm cái gì? Đánh người ta làm cái gì cho nó hạ sách? Ở dưới này lắm kẻ thù lắm rồi. Nghe anh, đúng luôn chưa đây? Anh bảo. Bây giờ nhá, đằng nào chú cũng bị xuống đây rồi nhá. Xuống địa ngục này rồi thì chú chọn cái tầng nào, cái khu nào nó mát mẻ, nó dễ chịu nhất mà đầu quân. Ở chưa? Thế anh chọn tầng nào chưa ạ? Anh chọn rồi, chứ không là sao anh đứng đây anh hát hồn lở được. Thế trước khi chọn đấy thì nó như thế nào ạ? Hồi em mới xuống đây như chú ấy, lơ nga lơ ngơ, anh mới bảo quỷ sứ là anh ơi, anh dẫn em đi chọn cái tầng địa ngục nào mà nó mát mẻ tí nó được, đi. Nó dẫn anh đến các tầng, nó mở cửa tầng này ra. Vâng. Một khung cảnh kinh hoàng hiện ra, tất cả bọn quỷ sứ đang tra tấn một người. Ôi anh sợ quá, đóng lại, mở cửa khác thì chú biết không, cả bọn đang hò nhau ném một người vào vạc dầu. Chưa kinh đâu, cửa cuối cùng
khi mở ra thì cả bọn đang hè nhau nướng một người toàn thân trên than mọi, chưa hiểu không? Nướng mọi luôn ấy, mà cả rau củ quả mình nó cũng nướng luôn. Ôi, anh sợ quá, anh té luôn. Anh ơi kinh thế. Thế là anh vẫn may mắn. May mắn thế nào? Anh chọn được một cái cửa mà nó cực kỳ hợp lý với anh, mát mẻ, dễ chịu, khác hẳn với mấy cửa kia. Vâng. Biết người ta chỉ làm được gì không? Làm gì? Chỉ mỗi đứng trên đống phân thôi. Ui, thế thì nhặt được mấy cửa kia rồi anh ạ. Ừ, tức là anh cứ bảo là quản lý. Anh định bảo nó là, anh ơi, em chọn cái cửa này. Anh chưa kịp mở mồm ra nói thì thằng quản lý nó bảo, hết giờ, cả bọn cắm mặt xuống. Vãi. Anh té luôn. Ui. Ừ. Thế bây giờ anh chọn cửa nào, anh làm gì rồi? Anh dọn hố xí tập thể. Cũng được, còn nhàn hơn, phải khúc mặt nó nhàn hơn nhỉ. Anh cho em dọn hố xí với anh nhé. Ừ. Em cắn rơm cắn cỏi lại anh đấy. Không được. Chứ bây giờ bọn nó lướng mọi em thì chết. Quá, anh nói rồi. Chú cứ tưởng cái việc dọn hố xí tập thể là nó dễ dàng. Đấy là những công việc đòi hỏi có trình độ cao. Chú phải ít ra chú phải từ level 5 trở lên. Chú phải biết báo cáo BSC. Chú phải biết quản lý, chú phải có kỹ năng lãnh đạo chú mới làm được. Chú hiểu không? Không phải là chú thích là chú làm. Với cả anh nói thật, dưới đấy nó hết quota nhân sự rồi nhá. Tôi thông cảm với anh. Dù sao anh em mình cũng cùng công ty, cũng tôn đổi đồng chí gương sáng, anh không nhớ à? Tôn đổi đồng chí gương sáng, quyền mẹ mấy cái giá trị thằng chú ấy chú đi. Ở dưới bọn anh nhá, tinh thần tôn đổi đồng nó khác hoàn toàn đấy chứ bọn chú hiểu không? Khác nào à? Bọn anh tôn ở đây có nghĩa là suy tôn cá nhân, tức là bọn anh phải nâng mi ấy, cứ thằng nào mạnh, thằng nào có power là bọn anh lao vào bi của nó, bọn anh nâng, không nâng được thì bọn anh hò nhau khiêng, rồi bọn anh về bi, bọn anh lau bi, tóm lại tất cả những công việc gì liên quan đến bi là bọn anh làm. Ở đây nhiều thằng thích nâng bi lắm, chú hiểu không? Thế ạ? À? Thế đổi thì có phải là đổi mới sáng tạo không hả anh? Vứt hết! Đổi mới sáng tạo hả? Ở đây bọn anh đổi, có nghĩa là đổi nhà, đổi xe, à. Thậm chí change the wife. Nghĩa là gì ạ? Đổi vợ. Ủa anh? Về nó mới mới, chú hiểu không? Thế đồng chắc chả phải đồng đội. Tất nhiên đồng đội cái gì? À đồng đội cái đồng chú ấy. Bọn anh ở dưới này đồng có nghĩa là đồng bọn. Chứ không? Ở dưới này phải có đồng bọn. Phải có đồng bọn thì chúng mới sống được. Chú hiểu chưa? Như các chú. Bảo sao bọn anh xuống đây sớm thế? Thế ở dưới này có chí gương sáng không anh? Mày hỏi ngu đấy. À, chỉ những ai không chí công, không gương mẫu, không sáng suốt thì mới phải xuống đây. À, này, anh nói thật với chú chứ ở dưới này chí giận thì nhiều, với chí công lấy đâu ra. À, toàn quỷ thì làm gì mà gương mẫu. À, mà đã ở âm ty thì làm đếch thì có ai sáng suốt. Hỏi lên tha lên thuyên. Em thấy ở trên kia nó cũng gần giống thế này rồi anh ạ. Ở trên kia chí gương sáng giờ cũng hiếm. Thế à? Vâng. Này, thế thì anh đoán chắc sắp tới nhiều thằng xuống đây lắm. Ôi chưa chắc anh ơi. Không chắc. Ở trên đấy nhiều thằng nó khôn lắm chứ nó không ngu như em đâu. Thế à? Nhà em là chỉ có mình em ngu nên em mới chậm chân, em mới sẩy chân 3 lần kế hoạch liên tiếp. Với cả em chậm 15 phút không kịp trở tay em mới bị xuống đây thôi. Thế à? Vâng. Bỏ mẹ nhiều thằng khôn. Này. Dạ. Thế nó khôn như nào? Dạ bây giờ người FPT nó khôn lắm. Đấy nhá. Ừ. Từ lúc mà có cái luật 15 phút ấy. Là nhiều thằng nó biết mình không thể đạt được kế hoạch, là nó té sớm. Té sớm à? Vâng, có nhiều thằng nha, nó còn viết đơn xin nghỉ không lương. Vâng, xong rồi, nói chung là mấy cái thằng như thế, nó vẫn còn oai hơn em. Em vì em vẫn là thằng kỷ luật. Tao khách chó gì mày? Kể đấy ạ? À? Tao không bị kỷ luật này, có mỗi con dây phắc. À thôi. Dạ. Đến giờ tao đi dọn vệ sinh rồi, không đứng lên trên cãi mày nữa, ở đây chơi nhá. Anh ơi. Hả? Anh. Cho em đi dọn vệ sinh ơi. Ê, không được, anh bảo không được thì không được. Thôi em cắn rơm cắn cỏ lại anh đi. Chú thích đi dọn vệ sinh thật à? Vâng. Chú có thích đi dọn vệ sinh thật không? Thật ạ. Phương án cuối cùng của chú là gì? Dọn hố xí. Người chơi đã đưa ra phương án cuối cùng là dọn hố xí. Chúng ta cùng chờ xem đáp án. Chúc mừng cậu! Em cảm ơn anh! Cậu đã được đi dọn hố xí cùng anh! Thật sự là hạnh phúc của em! Cũng may là cậu mau mồm mau miệng! Dạ. Nên anh cũng châm trước! Dạ. Nhưng mà anh nói trước à? Ở đây dọn hố xí nó không như bình thường đâu! Nó không giống trên kia đâu! Tức là không dọn bằng rẻ hay bằng chổi đâu! Cũng được! Ừ, ở đây dọn bằng cái khác ấy! Cái gì ạ? Bằng lưỡi!